giải quyết cái này hả? Căng cho em ngủ. À, Cam muốn nằm đấy hả? Rồi từ từ để mẹ nói này. Cái nồi này mẹ để ở ngoài mà ai kéo vào đây? Hả? Ca kéo vào đây đấy hả? Nè, rồi mẹ hiểu rồi. Nghĩa là ca kéo vào đây nằm. Xong rồi con thấy ca đang nằm. Ca lại đây ngồi. Xong bắt đầu là con chạy của ca đúng không? Ừ. Bánh của con mẹ mua cái này đây của em nói đồ. Mẹ biết là đây là cái nồi của em rồi. Nhưng mà cái này á, mẹ để lâu lắm rồi, nay con lớn rồi thì làm cái gì nữa. Cái này mẹ để ở ngoài ca. Ca đã kéo vào đây rồi. Ca đã tốn công tốn sức kéo vào đây thì con phải cho ca nằm cùng chứ. Sao con lại tranh con nằm một mình được? Không được ạ. Con nằm không nằm buồn. Đây này, con thấy ca đang buồn không? Nào từ từ đã. Đây, một là hai đứa sẽ nằm chung. Còn nếu mà chặt nhá thì sẽ như thế này. Con nằm một lúc, con xuống. Không, đây đúng cách. Bây giờ như thế này nha. Con nằm một lúc, con ca sẽ đu cho con. Xong rồi sẽ đối ngược lại. Ca sẽ lên nằm và con sẽ xuống đu cho ca. Thế, tại vì nếu mà hai người nằm thì sẽ chặt, đúng không? Thì bây giờ thay phiên nhau, một người nằm và một người đu này nhá. Đi xuống đây. Chứ con không thương ca à? Ôi trời ơi, phải nói từ nãy đến giờ mà không hiểu gì. Con phải thương ca chứ. Đấy này, con thấy ca đang buồn không? À, con với ca lớn lên từ nhỏ mà. Có cái gì cũng phải chia sẻ với nhau chứ. Hả? Nằm một mình không vui đâu, đi. Đi xuống đây nhường cho ca nữa. Hay thật. Thế mà lúc đầu cũng bảo là con thương ca lắm. Thế bây giờ mẹ bảo nha. Ừ đúng rồi. Rồi đi. Ca lên đây nằm ca. Ca nằm ngửa ra, từ từ đã. Yên cho ca nằm ngửa ra. Mẹ bảo này. Này, đây con ăn bánh không? Ăn bánh. Ừ thế thì con cho ca nằm đây rồi con vui.